Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: anh em hãy đến với các con chiên lạc và Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy vũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay có thể nuôi dưỡng chúng ta trong hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là câu chuyện gia đình của Gia-cốp, và khía cạnh sống thứ hai là sứ mạng hay hành trang của người tông đồ. Câu chuyện gia đình của Gia-cốp vẫn còn mang tính thời sự đối với chúng ta ngày hôm nay. Đó là nỗi lòng của người cha khi phải xa con. Đó là nạn nhân của cái thái độ gato, ghen ăn tức ở, nơi các người anh của mình mà Giuse trở thành nạn nhân. Nhưng mà Thiên Chúa có thể tái tạo những đường thẳng từ những nét cong queo do con người phát họa ra. Từ thân phận của một nạn nhân bị buôn người bán sang Ai Cập, Giuse đã trở thành ân nhân không chỉ cho gia đình của mình mà còn cho dân tộc của mình khi nạn hạn hán, nạn đói kém xảy ra cho quê hương của ông. Câu chuyện của Giuse cho chúng ta vững tin rằng Thiên Chúa có thể giúp chúng ta rút ra sự lành từ cái điều dữ, từ cái điều không may ở trong cuộc sống. Và lời Chúa còn cho chúng ta thấy cái nỗi lòng của Gia-cốp, nó phản ảnh tâm trạng của các phụ huynh khi phải xa con, mặc dầu là xa con dài ngày, như là trường hợp dẫn cái đứa con út sang trình diện cho Giuse, hay là xa con ít thời gian trong hai cái ngày thi cử này. Tôi đọc thấy cái lời chúc của một người bố đối với con trai đi thi tốt nghiệp mình: chúc con trai thi đạt kết quả thật tốt, cho dù kết quả ra sao thì ba mẹ và gia đình vẫn luôn đồng hành với con, yêu con. Còn mẹ của thí sinh này thì lại ghi: không biết con có run không, nhưng mà ngồi ở ngoài này á, mẹ cảm thấy run. Nhưng mà điều mà run nhất á, là con đi thi đang ở đỉnh cao của dịch, sợ. Nỗi lòng của cha mẹ khi xa con, và cái nỗi sợ đó là sợ cho sự an toàn của đứa con của mình. Gia-cốp đã mất đi một đứa con, cho nên đứa con út còn lại là cái niềm vui, điểm tựa tình cảm và tinh thần của ông.
Nhưng mà bây giờ phải để đứa con đó rời xa mình, vì nhà mình đã được cung cấp lương thực. Cái giá phải trả cho cái việc xa con đó là nuôi sống cả một gia đình và giúp quê hương của mình. Gia-cốp đành chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà thái độ mà chúng ta hay học được nơi Giu-se, con của Gia-cốp, đó là một thái độ khoan dung hoàn toàn. Giu-se có một cái nhìn rất là tích cực, đang khi các anh của ông run sợ vì sợ ông báo thù, mình đã bán em mình. Nhưng mà thái độ và cái nhìn đức tin của Giu-se đó là chính vì để cứu dân mình đó mà Chúa đã đưa em sang đây. Kính thưa ông bà và anh chị em, cùng một sự kiện, cùng một hiện tượng, có khi là trong cái nỗi mất mát nữa, nhưng mà cái người có cái nhìn đức tin như Giu-se có thể khám phá ra là Chúa đã đưa ông đi. Ông không có chì chiết cái chuyện anh em ông bán ông. Ông rất đau khổ trong cái thời gian cô đơn ở quê hương và mang cái thân phận nô lệ hay đầy tớ đó, để rồi được tín nhiệm và được làm quan, có quyền phân phát cái lương thực cho dân Ai Cập mà cho cả ngoại bang nữa. Nhưng mà Giu-se nhìn là chính Chúa đã đưa em sang đây trước là để cứu gia đình của mình, cứu dân tộc của mình. Chỉ có đức tin giúp chúng ta có thể khám phá ra cái ý định của Chúa. Và cần phải có sự kiên nhẫn nữa, thưa ông bà và anh chị em. Trong hiện tại nhiều nỗi đau, mất mát người thân mà không được tiếp cận để mà cầu nguyện, để mà an ủi người thân, để mà mai táng, đó cũng là một cái nỗi xa mặt. Nhưng mà chúng ta vẫn gần lòng nhau, và nhất là gần gũi Chúa trong đức tin. Đề thi của ngày hôm qua trích trong một tác phẩm của một nhà văn Nhật Bản, nói về ý nghĩa của nước. Thì có một thí sinh tâm sự phản ảnh hay là minh họa cái yêu cầu của Chúa Giêsu là các con đã được cho không thì cũng hãy cho không như vậy. Bạn đã nói là em đã nhận lại thì phải cho đi cái điều gì đó. Và thí sinh này nhận định đây là cái chủ đề hợp với các bạn trẻ, cũng như là trong cái thời điểm bệnh dịch, người trẻ cần cống hiến hơn bao giờ hết. Và kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta đều ý thức là cách cho hơn cái của cho. Cái cách cho hay cái thái độ cho sẽ khác đi khi chúng ta ý thức là mình đã nhận lãnh trước. Tôi đã nhận lãnh sự sống, tôi đã nhận lãnh sức khỏe, tiền của xem ra do tôi làm ra đó. Nhưng mà nếu không có sự giúp đỡ của người khác, chắc là tôi không có thừa hưởng một cái di sản, một cái kinh nghiệm, một cái khả năng, một cái hiểu biết như hiện nay. Và Chúa Giêsu căn dặn chúng ta là những người môn đệ, khi rao giảng tin mừng thì không có cậy dựa vào những thứ bên ngoài, vàng bạc, áo sống và cả cây gậy là cái chống đỡ vật chất ở bên ngoài. Nhưng mà vào nhà nào hay thành nào, cái điều mà người môn đệ mang theo và chào chúc là cái gì thưa anh chị em? Đó là sự bình an. Đó là cái điều, cái ơn mà chúng ta được chúc, được Chúa ban cho trong mỗi thánh lễ. Từ đầu lễ, giữa lễ cho đến cuối lễ, Shalom là cái lời chào chúc. Mà cái bình an đây là bình an của Chúa Giêsu phục sinh thưa anh chị em. Bình an không có nghĩa là không còn lo lắng nữa. Lo chứ. 15 ngày giãn cách phong tỏa sắp tới, con đi thi ở trong mà mình không biết con như thế nào. Và có những thí sinh đã có nhiễm bệnh, con mình
cũng ở trong số những thí sinh đó, và hàng triệu thí sinh đó đang sống trong cái nỗi lo của cá nhân cũng như nỗi lo của phụ huynh. Nhưng mà Chúa vẫn ban cho chúng ta sự bình an, và sự bình an là dấu chỉ của nước trời. Rao giảng cái gì? Không phải rao giảng cái tôi của mình, cái giáo hội của mình, mà rao giảng nước trời đã gần đến. Và dấu chỉ sự hiện diện của nước trời đó không phải là cái nơi thờ phượng, mà là một tâm hồn bình an. Sự bình an là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh, là dấu chỉ nước trời đang có mặt ở đó. Bình an là một ơn mà mọi người trên thế giới này đang rất cần. Và đặc biệt các gia đình có con em đi thi hôm nay cảm thấy cần thiết. Bình an không phải do con người tạo nên, mà là bình an là một ơn mà Chúa ban cho ai mở lòng tin tưởng đón nhận. Xin Chúa ban bình an thật sự sâu xa cho mỗi tâm hồn chúng ta trong lúc này, cho những ai đang lo lắng, cho những ai đang xa cách gia đình thân nhân, cho những ai đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống khi đối diện với một tương lai không biết coronavirus này nó còn ám ảnh, nó còn đe dọa sinh mạng cuộc sống con người đến bao giờ. Bình an của Chúa ở trong mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin thêm sức cho chúng con, xin củng cố lòng tin cho mỗi người chúng con, để giữa gian nan chúng con vẫn cảm thấy bình an của Chúa.